bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cái video cho các bạn đổ dần nhé. Lấy đầm đầm nhỉ. Đây là đổ răng răng móng. Đổ sớm nhỉ, thôi họ đổ sớm chứ. Trong núi ở các khu nhà vườn. Nhìn mà nhìn chung nó mát này. Rằng nóng dầm cho nó phẳng. Wow.
đầy, làm cho nó đầy lên. Lôi cái gì ghê, cả ghế cả gậy mới đi được à? Cả ghế cả gậy mới đi được à? Này cái gì này, đấy, đây là những cái sàn móng đổ xong rồi, sắp xong rồi. Trước khi xây nhà vườn làm cái phần móng xong, móng xong rồi đổ rằng, rằng xong rồi mới đổ cột này các bạn nhé. Đây là ghép cột, đổ cột mình quay tiếp. Đây là được một nửa móng không? Quay tiếp là đang nghỉ để lao, đây là đã làm xong được cái phần rằng móng nhé. Cũng như thường lệ các bạn vào xem yêu thích thì ủng hộ cho mình nhé. Đấy, bạn lấy cái mặt hỗ cho mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho mình trên những like nhé. Mình sẽ tiếp tục video sau mình làm tiếp để toàn bộ cái rằng móng. Bây giờ mới là 9 giờ sáng đổ được một nửa này. Đấy. Cái đổ xong thì lấy cái mặt bằng như này các bạn nhé. Mặt bằng như này để xây cái hàng gạch vào đấy chuẩn thẳng. Cái rằng móng của cái khu nhà vườn ở Hùng Xuân nhé, cái công trình này là ở Hùng Xuân. Chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn các bạn video sau mình tiếp tục làm. Đây là đội chuyên đục bê tông riêng để thuê ví dụ như đội và thợ xây để thuê cái đội đổ bê tông nó sẽ nhàn hơn, mất tiền một chút nhưng mà nó nhàn không vất vả. Còn mình tự trộn tay mình đổ thì vất vả lắm. Đội này chuyên làm này nhanh, nhẫn nhuyễn quen việc, cái việc làm nó rất là nhanh hiệu quả. Đây, đang nghỉ giải lao. Đang nghỉ giải lao.